giảng viên Vũ Thị Vân Anh đã có một quá trình học tập và làm việc ấn tượng trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ. Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội vào năm 2017, cô đã lập tức định hướng con đường mình đi bằng việc nâng cao trình độ bản thân thông qua quá trình hoàn thành chứng chỉ định hướng chuyên khoa da liễu tại Đại học Y Hải Phòng và tiếp sau đó là chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học và cao đẳng. Cuối năm 2018, cô tiếp tục đạt chứng chỉ về ứng dụng công nghệ laser và tế bào gốc trong thẩm mỹ, tạo tiền đề cho việc chính thức đặt chân vào chuyên môn hóa sâu trong lĩnh vực làm đẹp. Với sự chăm chỉ trong công việc cùng lượng kinh nghiệm được tích góp lâu dài trong quá trình hoạt động nghề của mình, cô đã nhanh chóng trở thành một bác sĩ chuyên môn tại nhiều cơ sở thẩm mỹ nổi tiếng như Pro Skin Clinic, Saigon Smile, The Master, Room Spa. Là một việc không ngừng nghỉ trong việc nâng cấp bản thân, cô cũng liên tục áp dụng hàng ngày các công nghệ tiên tiến vào điều trị như mesotherapy, tiêm botox, filler hay nâng cơ mặt bằng máy HIFU, căng chỉ. Cho tới hiện tại, cô đã hỗ trợ và cải thiện tình trạng da cũng như làm đẹp cho hàng ngàn người, được người trong giới đánh giá rất cao về tính chuyên môn cũng như tính thực tiễn mà cô mang lại. Từ năm 2020 trở đi, song song với việc làm bác sĩ chuyên môn trực tiếp thăm khám điều trị về da và thẩm mỹ, bác sĩ Vân Anh cũng dần chuyển sang hỗ trợ chuyên môn đào tạo cho các cơ sở, phòng khám hay các bác sĩ, dược sĩ khác. Cô luôn xuất hiện những buổi đào tạo workshop và sự kiện, chia sẻ kiến thức về các sản phẩm và kỹ thuật mới cho cộng đồng chuyên ngành. Từ năm 2023 tới nay, cô đã phối hợp cùng VMC để cho ra mắt hàng loạt các khóa học bổ ích về da, chăm sóc da và được đông đảo học viên yêu thích.